xuất hiện hot girl ba đời chồng tố ngược âu hà my Mi, khinh miệt người khác quá nhiều bị chồng cắm sừng là nghiệp quật hot girl ba đời chồng chu hằng bất ngờ đi ngược chiều dư luận cho rằng âu hà my bị chồng cắm sừng là đáng đời nghiệp quật chuyện âu hà my bất ngờ tố chồng ngoại tình khiến ai cũng sốc phần lớn đều chỉ trích nam diễn viên đi qua mùa hạ nguyễn trọng hưng và thương cảm cho nữ giảng viên xinh đẹp nhưng lận đật đường tình duyên Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái cũng hot không kém, đi ngược lại số đông của hot girl sexy Chu Hằng. Theo người phụ nữ ba đời chồng này thì sự việc ngày hôm nay xảy đến với Âu Hà Mi cũng là đáng đời và không thể thương cảm nổi. Nghiệp quật không trượt phát nào, chê mình mấy đời chồng, bây giờ bị chồng bỏ có cảm thấy sướng không? Do ăn ở suốt ngày chê với khinh miệt người khác nhiều quá đấy, cô giáo ạ, à, Chu Hằng viết. Trạng thái này nhanh chóng thu hút được hơn 6.000 lượt tích và hàng trăm lượt chia sẻ đặc biệt khi trò chuyện với mọi người ở trong phần bình luận. Hot girl bán mỹ phẩm Chu Hằng cũng không ngại khả khịa thẳng mặt nữ giảng viên Âu Hà My. Nghiệp quật nhanh quá, mong lần sau cô giáo không còn tính khinh bỉ, chê bai người, cứ tưởng mình là sáng, là công chúa cơ, cứ chê người cho lắm vào. Nếu bình thường thấy những chuyện như thế này chị thấy thương lắm. Lần đầu tiên buồn cười vì trước đây nó mỉa mai, chửi chị mấy đời chồng, nghiệp quật nhanh quá. Thậm chí hot girl sexy này còn dọa sẽ bóc hết những phốt của Âu Hà My. Nhưng phốt là gì thì từ tối qua đến giờ cư dân mạng vẫn đang hóng Chu Hằng kể ra. Dòng trạng thái này có không ít những ý kiến trái chiều cho rằng Chu Hằng có thái độ không đúng mực, đã không cảm thông lại còn hả hê. Hot girl sexy này bức xúc cho rằng nữ giảng viên dùng nick ảo vào tẩy trắng, mị dân. mi ơi không việc gì phải lấy Facebook ảo vào đây mị dân để lấy nước mắt của mọi người mi nhé. Bỏ trò núp bóng mấy cái facebook ảo xong tung hỏa mù mị mọi người đi. Ngày xưa mày chê tao, mỉa mai tao mấy đời chồng chắc mày không nghĩ đến ngày hôm nay tao cười lại mày đâu. Tao không thương cảm một cách giả tạo được vì cái loại mày đã từng cười vào cái hoàn cảnh của tao. Còn facebook ảo của tao chặn hết cho bớt xàm. Facebook tao không phải sân khấu diễn của mày. Hot Girl Chu Hằng nhắc đi nhắc lại rằng Âu Hà My từng chửi mình, cà khịa việc cô có ba đời chồng. Thậm chí nữ giảng viên còn cắt ghép câu chuyện rồi đăng lên Facebook cá nhân để lấy nước mắt của mọi người. Do đó, Hot Girl này cho rằng sự việc này cô không thể thông cảm được một cách giả tạo. Trong bài đăng ít giờ trước, ngoài việc đe dọa sẽ bóc phốt một bài, Chu Hằng còn nhắc tới cả việc Âu Hà My mấy lần bị tử hôn, người ta bỏ của chạy lấy người. Chi tiết này khiến cư dân mạng liên tưởng ngay tới chuyện nữ giảng viên cùng cơ phó Hà Duy đã dạm ngõ, nhưng rồi đường ai nấy đi không rõ lý do. Chu Hằng tên thật là Chu Thúy Hằng. Cô từng gây xôn xao với clip đánh ghen dạy dỗ tình địch của chồng ngay tại quán ăn. Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên người chồng thứ ba và kinh doanh mỹ phẩm. Facebook của cô cũng có hơn 300.000 lượt theo dõi chứ không phải dạng vừa. Biết trước đó hot girl Chu Hằng và nữ giảng viên Âu Hà My từng có chút xích mích. Nguyên nhân ban đầu do Chu Hằng đăng một clip tiếp viên hàng không lộ ảnh nhạy cảm và nhân vật chính trong đó lại là bạn của Âu Hà My nên nữ giảng viên đã lên tiếng. Trong quá trình tương tác thì có xảy ra mâu thuẫn và cãi lộn. Cuối cùng, Âu Hà My đăng nguyên một status trên Facebook để dằn mặt Chu Hằng đăng clip sai sự thật, yêu cầu gỡ và đính chính thì cãi cố, chửi rủa. Thậm chí, hot girl bán mỹ phẩm này còn lôi người bố đã mất của Âu Hà My ra để nói. Vụ việc này cũng được Âu Hà My nhắc đến trên trang cá nhân. Sau dòng trạng thái của Âu Hà My thì cư dân mạng về phe của nữ giảng viên khá nhiều. Không ít người vào chỉ trích ngược lại hot girl bán mỹ phẩm Chu Hằng. Tuy nhiên theo những gì Chu Hằng căm mẩn thì Âu Hà My cũng chửi rủa, mỉa mai cô ba đời chồng, cố tình cắt ghép để mị dân chứ không phải dạng vừa. Chuyện cũ đã qua, chẳng rõ ai đúng ai sai nhưng khiến hai hot girl xinh đẹp có ác cảm sâu sắc với nhau cho tới tận bây giờ. Cũng vì thế, việc Chu Hằng hả hê, sung sướng đăng status cả khi Âu Hà Mi cũng có nhiều ý kiến trái chiều.